lại tiếp tục với hành trình đến với Vương quốc Sung, một cái cổng thành rất là cao, ở bên dưới là một dòng suối. Nói cho nó mỹ miều một tí thôi chứ đây là cái cống các bạn ạ. Chỗ này người ta vứt rác bây giờ còn đỡ đấy, trước toàn rác mùi rất là hôi luôn. Vì đam mê này mình sẽ lặn lội xuống đây. Ở dưới này mình thấy có cả kim tiêm đấy, rất là ghê luôn. Đợt này nước nó vào mùa khô rồi nên là nước nó cạn. Đấy, cái sung mình hôm trước mình quay các bạn này vẫn chưa lấy được đâu. Hôm nào phải mang thang mới lấy cây này, rất là đẹp. Cao tận 4 mét, mình có mà gấp 2 người thì may ra mới chạm được đến cây này. Chỗ này thì có khi mình đào phải 1-2 tuần thì mới hết được sung đoạn này, rất là nhiều. Cây toàn cây đẹp thôi, ít cái cây nào cây xấu lắm. Ở đây có một cái cây nhỏ nhỏ như này này. Đấy, ở trên có một cây nữa. Đấy thì mình sẽ đào cây nhỏ trước. Đào cây mấy đoạn này thì mình toàn mang mấy cái dụng cụ, chủ yếu là phá đá này, như kiểu có mang búa này, mang cái đục này. Vì cây chỗ này nó toàn mọc ở kiểu khe đá ấy, nên là lấy nó cũng không quá vất vả lắm. Chỉ cần mang vài dụng cụ đơn giản thôi. Nhưng mà cũng phải có búa với cả có đục thì mới làm được. Cây này khá là dễ lấy, chỉ cần cậy có mấy viên đá ra, sau đó là cắt cái rễ đi là đã lấy được cây này rồi. Nhìn chung là game rất là dễ. Được một cây mini quái, nhìn cũng khá là ổn. Tiếp tục đến với cây thứ hai. Cái chỗ này thì nó đi rất là khó các bạn ạ. Chỗ này nó đá nó cứ như kiểu viên đá ở suối ấy, nó rất là nhiều đá. Đi phải cẩn thận, không là dễ ngã lắm, mà chỗ này nó rất là dốc. Cắt qua mấy cây này cho các bạn nhìn cho nó rõ. Lộ ra cái cây sung rồi các bạn ơi, nhìn đẹp chưa? Mình cực kỳ khoái mấy cái sung mà nó mọc ở khe đá, khe tường các bạn ạ. Những cây đấy thì thường nó rất là quái và nó không giống cây nào luôn. Mỗi cây một kiểu. Những cây sung mà mọc ở khe đá, bờ tường thì những cây đó thì nó rất là già vì nó cằn cỗi. Nên là nhìn cái thân nó rất là quái. Với cả là nó mọc cũng rất là lâu. Mà được những gốc to như này thì cũng mất rất là nhiều thời gian mới được gốc to như thế này. Cái cây trông thế thôi mà nó cái rễ nó đâm vào trong này các bạn này, đục được cả tường luôn này. Người ta xây gạch nó có một tí cái lỗ hổng là mà nó chui được cái rễ vào này. Đấy, xong rồi lúc nó mọc lên ấy thì cái gạch nó còn nứt ra luôn này. Chỗ này thì nó không phải nhà ai nên là mình mới được đập cái viên gạch này một tí. Chứ còn nếu mà nhà người ta mình đập như này thì không được rồi các bạn ạ. Lâu lắm thì mới được kiếm được một cái sung nó mọc vào tường như thế này, rất là thích. Bình thường thì rất là hiếm vì bây giờ tường người ta phá người ta xây lại hết rồi. Nhà thì chả ai đã để cái sung nó mọc kiểu như này cả. Thường mọc ra là phá hết. Được cầm cái búa với cái đục đi đục mấy cái sung này là sướng lắm các bạn ạ.
Đào mấy cây này là cứ phải có đục có búa thì mới làm được, chứ còn nếu mà không có thì chắc là rất là khó làm luôn. Chỗ này thì nó cũng làm cái kè nên mình cũng hạn chế đục phá thôi, mình chỉ lấy một phần cái sung thôi, còn một tí ở bên trong thì thôi mình bỏ đi đấy. Với cả đằng nào mình về mình sẽ xử lý, mình sẽ cắt đoạn đấy nên là mình sẽ hạn chế đập, mình đập đến đây thôi đấy, nó bị đứt một tí rễ này đấy. Còn nhìn chung là gần như mình lấy được cả cái gốc này rồi. Về nhà một cái là mang đi rửa luôn, rửa cho sạch thì làm nó mới dễ làm, với cả là nhìn nó mới thoáng. Như cái gậy đà cầu bổng luôn các bạn ơi. Bạn nào mà thích chơi kiểu văn nhân thì cứ để tông cao như này mà chơi, có thể hạ bớt đi một tí và phần trên thì các bạn có thể làm nhỏ và cắt gọn đi một tí thì cũng ổn đấy. Nhưng mà thì mình thấy cái này chơi văn nhân thì nó cũng chưa được gọi là tối ưu. Đấy, ở góc ở trên thì nó rất là béo, nhìn cũng đẹp các bạn ạ, nên là mình sẽ chơi kiểu luân lực thôi. Đấy, còn ví dụ như các bạn có những phôi sung như này mà bạn nào mà thích chơi kiểu tông cao ấy thì các bạn cắt gọn đi một tí thôi là các bạn trồng ngập cái rễ đó, cứ cho nó sống đã, sau đó là các bạn tháo rễ ra sau. Chơi kiểu lùn thì mình sẽ cắt cho nó rụt rịt lại này. Đấy, cứ cắt tạm, cứ cắt ngắn như này đó. Sau đó lại mình lại ngắm tiếp. Đấy, cách mình cắt phôi cây sung khi đánh về là như vậy. Các bạn cắt bớt đi, các bạn xoay các hướng theo hướng nào nhìn nó vừa mắt thì các bạn cứ cắt dần thôi nhá. Mình đừng cắt cụt một cái thì nhìn nó không ra cái gì đâu, không được đẹp, thì mình cứ cắt từ từ thôi. Đây ấy, thì nếu mà mình để theo rễ như này thì nó sẽ nằm như này. Đấy. Nó kiểu như này thì cũng được. Nhưng mà mình thấy cái này thì nếu mà để như này thì mình thấy nó đẹp hơn. Thì mình cắt phần đi này, cắt cụt lại này. Thì nó sẽ bo xeo lại chỗ này. Đấy. Cái chỗ này mình thích, nếu mà mình chơi lùn đấy thì chỗ này mình sẽ cắt ngắn đi. Làm một cái cành ngang như này. Chỗ này thì mình sẽ cắt thấp nó xuống. Đấy, thì sau mình sẽ có cái quái. Các bạn chơi cây thì sắm một cái cưa như này rất là tiện các bạn ạ. Cưa này là cưa lách. Cái cưa này là cưa của Nhật. Đấy. Rất là sắc luôn. Mình dùng mình chưa mài lần nào luôn. Cắt bao nhiêu cây, từ cây bé cây to, cây sung cây ổi mình cắt hết. Mấy cái cưa to mình cắt hết đi rồi. Tại vì cưa đấy mấy hôm là lạ cùn, rất là kém, không bằng cái cưa này luôn. Cưa này mình chưa mài lần nào mà dùng mãi chả thấy nó cùn gì, cũng chả rửa gì luôn. Mấy cái phần dễ dập như này thì mình sẽ dùng cạp và dùng kìm mình cắt đi cho nó gọn. Sau đó là mình sẽ bôi keo liền sẹo vào. Đấy, phải xử lý những vết dập như này thì về sau nó mới ra dễ được và cái mầm nó không bị hỏng này. Nếu mà có keo liền sẹo thì các bạn bôi vào những cái vết cắt như này. Còn không có thì thôi cũng được, không sao đâu. Đấy, nhiều bạn không có keo liền sẹo, không có kích dễ thì cái sung này vẫn chơi bình thường các bạn nhé. Cũng không quá quan trọng đâu. Xử lý với cắt nó ngọt là cũng tạm tạm rồi. Còn lại thì chúng ta chơi tương đối thôi. Tất nhiên là có thì vẫn hơn là không có. Đấy, nếu mà có keo liền sẹo thì những cái vết này nó đỡ bị mục gỗ bên trong. Còn không có thì cũng không sao. Cái mầm lên thì các bạn gọt lại. Như các bạn cần sắm cho mình một cái cạp này, một cái kìm như này là rất là quan trọng. Nhìn cái gốc này thì mình lại liên tưởng đến con gấu bông nó đang ngồi các bạn ạ. Rất là giống. Cái bụng phệ phệ rồi hai cái chân nó sạng ra ngắn ngắn như này. Cái gốc đầu tiên đây mình sau khi cắt sửa thì nó được như này. Cái sung này thì trước mình đã làm video chia sẻ với các bạn này. Có sâu gióm này. Này đã có sâu gióm này, ăn sung rồi. Ngày trước thì mình đã chia sẻ với các bạn là về cái cây sung này rồi. Đấy các bạn thấy không, mình trồng chậu bé này. Trồng chậu bé thì như này thì nó rất là lâu lớn rồi nhá, thì mình phải thêm cái chậu con này. Đấy, thì mình cái cây này mình đã sửa các bạn nhá, sửa nó trước nó cao lên này. Đấy, mình đã cắt đi này, gọt đi này, chia thành hai cành. Đấy, cũng là một góc tù này các bạn thấy không. Đấy, đang ra mầm này. Đây cũng là một cái cây sung mình đánh ở ngoài bờ tường về đây. Đoạn này thì nó là bờ ao, một cái tường ngoài bờ ao này. Đấy, thì mình nó đang ra quả như này thì mình đánh về
và mình kiếm một chậu con mình trồng. Đấy, nói chung là cái cây này thì mình thấy nó cũng tạm tạm nên là mình bỏ vào chậu mình trồng. Trồng như này thì một thời gian thì nó lên mầm như này. Mình chia sẻ như này để các bạn đánh cây có động lực hơn các bạn nhé. Mình kiếm một cái cây ở ngoài vào tường về các bạn trồng này, sau đó là mình sẽ nuôi vào một chậu to như này cho nó lớn. Đấy, nuôi thì có cái rễ bên dưới này các bạn thấy không? Nó ăn xuống này rất là nhiều luôn, ăn đều vào xung quanh. Đấy, mình phải kiếm rất là nhiều đất như này thì nó mới nhanh được uốn. Cái cây này thì lúc đầu nó dài các bạn nhìn thấy rồi đấy. Sau đó mình chơi hết quả, mình cắt đi, mình nuôi hai cái mầm như này. Đấy, sau đó mình sẽ nuôi thật to rồi mình lại cắt giật. Đấy, nhìn thế này nó cũng có dáng hơn rồi đúng không các bạn? Còn mà nuôi nhanh thì các bạn sẽ trồng vào cái chậu thật to, hoặc là các bạn trồng kiểu thả đất ấy, thì nó sẽ nhanh hơn, lớn hơn rất là nhiều. Chứ các bạn mà trồng nguyên một cái chậu con như này ấy, thì nó sống cũng rất là lay lắt và nó rất là lâu được uốn các bạn ạ. Đấy, cứ phải trồng cái chậu to. Mình cứ nuôi đẹp rồi mình ép chậu nhỏ này sau các bạn nhé. Đấy, chứ đừng có vội mà ép luôn cái chậu như này thì nuôi nó rất là lâu. Đấy là chia sẻ thật của mình luôn. Mình làm video mà hay bỏ luôn một cái chậu khi mới đánh cây về như này ấy, mình thấy các bạn mới chơi rất là thích. Nhưng mà chia sẻ các bạn nếu mà muốn nuôi nhanh thì các bạn trồng vào cái chậu to đấy các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì mình sẽ ngâm kích rễ cho cái phôi sung vừa rồi. Cái này thì mình có kích rễ thì mình ngâm, chứ còn nếu mà không có thì các bạn cũng trồng như bình thường thôi, cũng không cần phải ngâm. Còn các bạn muốn mua thuốc kích rễ này thì rẻ lắm, cứ lên Shopee ấy, 20-30 nghìn một lọ như này, dùng rất là nhiều. Mình chơi lại vừa vừa tiền thôi. Thực ra thì cái kích rễ nó không quan trọng lắm đâu các bạn ạ. Các bạn cứ quan trọng hóa vấn đề lên ấy. Kể cả không có kích rễ, mình đầy cây mình trồng, mình cứ dâm cành non sống ấy, có cần gì kích rễ đâu. Kích rễ thì nó sẽ giúp cái cây của bạn nó sẽ thêm khoảng 20-30% cái khả năng phát triển hơn thôi. Các bạn cứ hiểu về cây thì các bạn chăm sóc nó rất là dễ, nên là cũng cần có thời gian để các bạn có kinh nghiệm. Chất trồng thì mình cứ trồng đất như này nhá, vừa khỏe này, vừa nhanh lớn. Đấy, mà rất là tốt luôn. Các bạn cứ phải lấy kiếm đất tơi các bạn nhá, đất thật tơi này, không các bạn trộn thêm chấu vào. Có xỉ than thì các bạn trộn cùng thì càng tốt. Các bạn nhiều tiền thì các bạn mua đất AK các bạn nhé. Đấy, còn không thì mình cứ chơi như này thôi, cây vừa khỏe vừa nhanh lớn, chả tội gì phải đi mất tiền mua đất cả. Khi nào mà mình có cây tầm 100 triệu thì chắc mình cũng sẽ dùng đất AK mình trồng luôn. Còn mấy cây này thì chắc tiền đất quá tiền cây các bạn ạ. Thừa thì kích rễ thì mình tưới ngập luôn các bạn nhé. Sau đó các bạn lấy cái túi bóng ấy, hoặc là cái bì ấy, các bạn che nó lên, che nắng nhé các bạn nhé. Phần 3 thì các bạn nhớ theo dõi nhé, mình sẽ ra sớm thôi các bạn ạ.